em làm gì vậy? Em thích chơi vậy đấy. Đã thấy bắn như này cho ngầu. Hú hồn. Anh may mắn đấy. Dừng lại. Sao anh hên vậy chứ? Anh bắn toàn vậy. Lại ăn rùa nữa rồi. Kiểu nó phải vậy. Không vào à? Vào lỗ cho tao. Anh vừa chơi ăn gian. Đâu có, chắc em nhìn nhầm rồi. Không phải đâu. Trình bày lên phường. Đụng cái bàn. Ơ sao bị tám rơi xuống lỗ mất rồi? Em hỏi anh thì anh hỏi ai? Có thua có chịu, quay mặt đây. Em không chịu đâu. Lại đây. Xong rồi đấy. 说了祝你幸福